Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị đang đến với bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 16 tháng 2, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý như sau. Chính phủ Canada loại bỏ yêu cầu xét nghiệm phân tử PCR trước khi đến đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ. Được trao thêm quyền lực của đạo luật khẩn cấp, cảnh sát đang làm việc ngày đêm để chấm dứt sự chiếm đóng ở Ottawa sau khi cảnh sát trưởng Ottawa đột ngột từ chức Biên giới Canada Hoa Kỳ ở khu tỉnh Alberta hoạt động trở lại sau khi giải tỏa phong tỏa. Tỉnh BC bỏ giới hạn sức chứa, mở lại hộp đêm và quán bar. Thủ hiến Ontario Doug Ford tin rằng cần phải loại bỏ các hạn chế. Trong dữ liệu bị rò rỉ về các nhà tài trợ cho đoàn xe tự do ở Canada, tỷ phú Mỹ, công chức Canada và các công ty là trong số các nhà tài trợ cho đoàn xe tải. Một công ty ở New Brunswick đã trao 75.000 đô la cho những người biểu tình. First Nation ở tỉnh Saskatchewan cho biết 54 ngôi mộ không dấu được tìm thấy tại hai trường dân cư cũ. Xe tải bị đánh cắp được tìm thấy ở thành phố Brampton nhưng 2.000 khẩu súng vẫn mất tích. Trên thế giới, quân đội Ukraine và các ngân hàng lớn đối mặt với cuộc tấn công mạng khi phương Tây yêu cầu bằng chứng về việc rút quân của Nga. Tổng thống Biden nói với tổng thống Putin rằng Cuộc xâm lược Ukraine có nghĩa là cái chết và sự hủy diệt không cần thiết. Một video gây sốc cho thấy hàng trăm con chim rơi xuống từ bầu trời đâm xuống đất. Các nhà khoa học cho biết người phụ nữ đầu tiên dường như đã được chữa khỏi HIV với phương pháp điều trị mới. Hoa Kỳ cho biết họ có thể phải chi 22 triệu đô la một tháng để xét nghiệm các nhân viên liên bang mà chưa được tiêm chủng. Việt Nam ghi nhận hơn 31.000 ca mắc Covid-19 mới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Mời quý vị theo dõi. Chính phủ Canada loại bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR trước khi đến đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ. Các quan chức cho biết vào cuối tháng ngày 28 tháng 2, Canada sẽ loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm PCR trước khi đến đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, du khách vẫn sẽ được yêu cầu làm xét nghiệm trước khi đến, nhưng thay vào đó họ có thể lựa chọn xét nghiệm kháng nguyên nhanh được phép thực hiện không quá một ngày trước chuyến bay hoặc trước khi đến biên giới đất liền các xét nghiệm nhanh này sẽ cần thực hiện bởi phòng thí nghiệm hoặc là tổ chức chăm sóc sức khỏe có nghĩa là thực hiện xét nghiệm tại nhà sẽ không có hiệu quả xét nghiệm kháng nguyên thường rẻ hơn xét nghiệm phân tử pcr và có thể cung cấp kết quả trong vòng vài phút Bộ trưởng Y tế Liên bang Canada Jean-Yves Duclos cho biết, chỉ những người được chọn ngẫu nhiên ở biên giới mới phải xét nghiệm PCR, nhưng họ sẽ không phải cách ly trong khi chờ kết quả. Cũng bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm phòng vào Canada cùng với cha mẹ đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ không còn phải tránh trường học, nhà trẻ hoặc là những nơi đông đúc khác trong 14 ngày. Đối với những du khách chưa được tiêm phòng thì sẽ tiếp tục được xét nghiệm khi đến nơi. Ngoài ra, do sự lây lan của Omicron tiếp tục giảm, Canada sẽ hạ thông báo sức khỏe du lịch từ cấp độ 3 xuống cấp độ 2. Có nghĩa là chính phủ sẽ không còn khuyến cáo người dân Canada tránh tất cả các chuyến du lịch vì những mục đích không cần thiết. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Omar al thông báo kể từ ngày 28 tháng 2, nhiều sân bay sẽ có thể tiếp nhận các chuyến bay quốc tế. Hiện tại chỉ có 18 sân bay của Canada được phép tiếp nhận các chuyến bay quốc tế, các sân bay khác ở những nơi như là windsor london fort murray mountain sẽ bắt đầu nhận các chuyến bay kiểu này ngoài các sân bay quốc tế khi nói đến việc đi du lịch bằng tàu du lịch thì chính phủ cho biết họ sẽ có kế hoạch được trao thêm quyền lực của đạo luật khẩn cấp cảnh sát đang làm việc ngày đêm để chấm dứt sự chiếm đóng ở ottawa bộ trưởng an toàn công cộng marco Medicino trứng an người dân ottawa hôm thứ ba rằng tình trạng hỗn loạn trong thành phố của họ sẽ sớm chấm dứt khi mà cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cảnh sát hoàng gia canada rcmp sẽ làm việc suốt ngày đêm để lập lại trật tự trong khu vực cảnh sát sẽ sớm thiết lập các khu vực cấm vào ở trung tâm thành phố để kiểm soát đám đông biểu tình và ông nói những người bất chấp lệnh rời đi sẽ phải đối mặt với tiền phạt hoặc là tù giam hoặc là cả hai. Ông Bendicino cho biết các nhà chức trách sẽ khẩn trương tiến hành dựng lên các rào chắn bê tông và thúc ép các công ty xe kéo tư nhân dỡ bỏ các xe tải lớn đã làm tắc nghẽn đường phố Ottawa và ông nói để khiến cho những người phản đối không thể tiếp cận với số tiền hỗ trợ cho các hoạt động của họ, các ngân hàng và tổ chức tài chính sẽ ngăn chặn dòng tiền dành cho tất cả những người tổ chức đoàn xe. Chính phủ cũng đang đe dọa đình chỉ tài khoản ngân hàng của các công ty và đình chỉ cấp phép thương mại cho các tài xế xe tải từng tham gia đoàn xe biểu tình. O'Meara cho biết, cảnh sát địa phương với sự hỗ trợ của cảnh sát tỉnh Ontario và cảnh sát hoàng gia RCMP sẽ kiểm soát tình trạng vô pháp luật trên đường Wellington, một con đường chính ngang qua tòa án quốc hội và văn phòng thủ tướng. Đạo luật khẩn cấp liên bang về cơ bản đang chỉ định các cảnh sát RCMP hoạt động như là cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong thành phố. Lực lượng cảnh sát liên bang thường không thực hiện nhiều chức năng trị an ở tỉnh Ontario, RCMP sẽ chịu trách nhiệm thực thi các quy định của thành phố và các quy chế của tỉnh. Cảnh sát trưởng Ottawa, ông Peter Slowly, bất ngờ từ trước hôm thứ Ba sau khi ông bị chỉ trích nặng nề cách ông đã xử lý cuộc biểu tình của đoàn xe. Medicino cho biết cảnh sát hoàng gia RCMP và cảnh sát Ontario OPP bây giờ sẽ có vai trò tích cực hơn với việc ông Slowly thôi việc ông cho biết hai cơ quan này sẽ chia sẻ và đảm nhận quyền chỉ huy và kiểm soát việc thực thi một động thái cho thấy cơ quan thực thi pháp luật thành phố sẽ nhường ghế lại cho các lực lượng cao cấp hơn biên giới cruz tại tỉnh bang alberta đã hoạt động lại sau khi giải tán phong tỏa cuộc phong tỏa đã làm tê liệt tuyến đường biên giới Hoa Kỳ trong hơn 2 tuần đã kết thúc hôm thứ Ba, khi mà xe tải và các phương tiện khác lăn bánh rời khỏi cộng đồng miền Nam Alberta. Những người biểu tình đã hạn chế giao thông trên lối đi đông đúc gần với Cruz kể từ ngày 29 tháng Giêng để biểu tình chống lại quy định vắc xin và các hạn chế về sức khỏe. Cơ quan du lịch biên giới Canada cho biết các hoạt động đã được nối lại tại cửa khẩu các phương tiện rời đi một ngày sau khi RCMP bắt giữ 13 người và thu giữ một kho vũ khí và đạn dược. Họ bị cáo buộc với các tội danh bao gồm sở hữu vũ khí, phá hoại tài sản và âm mưu giết người. Theo Markovan Van Huchengel, là một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, cho rằng sự xuất hiện của vũ khí và áo giáp cá nhân không liên quan tới chúng tôi và để tôn trọng điều đó thì chúng tôi quyết định rời đi trong hòa bình và anh ấy cũng nói rằng anh ấy không có hối tiếc về việc tham gia vào cuộc phong tỏa. Mọi người đã ăn mừng khi cuộc biểu tình bắt đầu kết thúc vào cuối ngày thứ hai. Một đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy các thành viên của RCMP bắt tay và ôm những người biểu tình. Nhiều người là để mũ hoặc là tay trên ngực hoặc là khoác tay qua vai nhau để hát ca khúc Old Canada. Jim Wellett là thị trưởng của ngôi làng 250 dân cho biết đã lâu rồi ông không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ngoài xe semi remote trên quốc lộ 4. Ông Wellett cho biết mình không đổ lỗi cho những người tổ chức biểu tình về số vũ khí. Họ là một nhóm người cư xử tốt và tôi nghĩ họ cũng sửng sốt như chúng tôi trước những gì RCMP phát hiện ra. Số lượng người biểu tình tại một trạm kiểm soát của cảnh sát ở phía Bắc cũng đã giảm bớt. Và công việc đang được tiến hành để bắt đầu thu dọn xe sơ cứu, phòng tắm hơi và máy phát điện. Phó Thủ tướng Christian Freeland cho biết 48 triệu đô la thương mại bị mất mỗi ngày do biên giới Kursk bị đóng cửa. Tỉnh BC thông báo dỡ bỏ giới hạn sức chứa, mở lại hộp đêm và quán bar. Các quan chức y tế tỉnh BC đã thông báo tỉnh BC sẽ dỡ bỏ hạn chế đối với các tụ họp trong nhà và ngoài trời, trong khi vẫn giữ lại chứng nhận vaccine của tỉnh. Các quán bar và câu lạc bộ đêm sẽ được phép mở cửa trở lại và các sự kiện có thể hoạt động với 100% sức chứa. Bạn sẽ được phép khiêu vũ tại các buổi tụ họp có tổ chức và bạn có thể tiếp tục giao lưu tại các nhà hàng. Thay đổi dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 11 giờ 59 tối thứ Tư, 16 tháng 2 tỉnh sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình chứng nhận vaccine của tỉnh và khẩu trang sẽ vẫn được yêu cầu tại các sự kiện và các buổi tụ họp được tổ chức. Thẻ vaccine sẽ được xem xét vào tháng 3 và sau đó có khả năng sẽ được xem xét lại vào tháng 4 trước khi chính quyền tỉnh đưa ra quyết định về thời hạn sử dụng của thẻ này. Chương trình bằng chứng tiêm chủng COVID-19 hiện được lên kế hoạch sử dụng cho đến cuối tháng 6. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry Thủ hiến John Hogan và Bộ trưởng Y tế Adrian Dix sẽ vạch ra kế hoạch của tỉnh BC. Phát biểu với các phóng viên vào chiều thứ hai, ông Dix cho biết thả vaccine đã thành công và sẽ tiếp tục là một công cụ cần thiết trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19. Các tỉnh bang khác, bao gồm tỉnh Ontario và Alberta, đã cam kết loại bỏ bằng chứng vaccine cho các địa điểm như là phòng tập thể dục, nhà hàng và sự kiện thể thao. Thẻ vaccine được ủng hộ bởi nhiều ngành công nghiệp ở tỉnh BC, bao gồm lĩnh vực khách sạn, tiệc cưới và đám tang không được cho phép ở tỉnh BC theo các hạn chế hiện tại. Điều này đã có tác động đến nhiều loại hình kinh doanh, từ các công ty cho thuê đến người bán hoa và đến khách sạn. Tại tỉnh Ontario, thủ hiến Dufford tin rằng cần phải loại bỏ các hạn chế đã đến lúc bỏ lại các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vì mọi người đã chịu đựng đủ với các quy tắc cũng như là với giấy chứng nhận vaccine và khẩu trang, Thủ Hiến Ontario cho biết vào hôm thứ Ba. Một ngày sau khi chính phủ bảo thủ cấp tiến của ông công bố đẩy nhanh kế hoạch mở cửa lại, hoạt động kinh doanh và chấm dứt hệ thống chứng chỉ vaccine trong vòng vài tuần, Thủ Hiến Đất Ford cho biết ông rất mong muốn được loại bỏ những quy định này. Tôi ghét việc chính phủ nói bất cứ ai phải làm điều gì. Chúng ta phải tiến lên phía trước và thoát khỏi điều này và bảo vệ công việc, ông Ford cho biết trong một buổi công bố sản xuất ở thành phố Hamilton, tỉnh Ontario. Chính phủ dự định dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn sức chứa đối với các doanh nghiệp và có cuộc tụ hợp xã hội vào ngày 1 tháng 3. Chính sách chứng nhận vaccine của tỉnh yêu cầu một số doanh nghiệp chỉ chấp nhận những khách hàng đã tiêm vaccine cũng sẽ kết thúc cùng ngày. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Moore đã nói rằng khẩu trang nên được yêu cầu ở tỉnh Ontario lâu hơn một chút. Tỉnh vẫn chưa ấn định ngày chấm dứt quy định đeo khẩu trang đối với không gian công cộng. Nhưng mà Thủ hiến Ford cho biết, ông cũng muốn chấm dứt chính sách đó, đồng thời nói rằng mọi người muốn trở lại bình thường mà không cần các quy định như vậy. Cả tiến sĩ mua và Thủ hiến Ford đều chỉ ra rằng sự cải thiện các chỉ số như là tỷ lệ nhập viện giảm và số ca nhập viện chăm sóc đặc biệt giảm là lý do đằng sau việc gỡ bỏ các quy tắc y tế công cộng. Trong buổi họp báo hôm thứ Ba, Thủ hiến Ford lại đề cập đến những chia sẻ nảy sinh giữa bạn bè và các thành viên trong gia đình vì những phản ứng của đại dịch. Lưu ý rằng ông đã tự mình giải quyết những vấn đề như vậy. Con gái của ông là một người phản đối lớn tiếng về các lệnh tiêm vaccine, trong khi bản thân của Thủ hiến Ford thì đã tiêm 3 mũi. Ông cho biết Mọi người có quyền lựa chọn không tiêm phòng và chỉ ra rằng mọi người vẫn có thể bị nhiễm virus nếu họ được tiêm phòng, nhưng họ sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi bệnh nặng nếu đã được tiêm phòng. Trong các cuộc biểu tình đoàn xe tải trên khắp Canada, trong dữ liệu bị rò rỉ gần đây cho thấy tỷ phú Mỹ, công chức Canada và các công ty, trong số các nhà tài trợ đoàn xe tải một công ty ở New Brunswick cũng đã trao 75.000 đô la cho những người biểu tình. Dữ liệu bị rò rỉ do một lỗ hổng an ninh đã cho thấy rằng, một tỷ phú công nghệ người Mỹ, hai nhân viên NASA và công chức Canada, một công ty ở New Brunswick nằm trong danh sách gần 100.000 người đã quyên góp cho đoàn xe tự do. Vào đêm Chủ nhật, tin tặc đã đánh sập trang web GiveSendGo, là trang web gây quỹ cộng đồng có trụ sở tại Hoa Kỳ được các nhà tổ chức đoàn xe chuyển đến sau khi GoFundMe hủy bỏ chiến dịch trị giá hàng triệu đô la của họ vào đầu tháng này. Mặc dù người xâm nhập bất hợp pháp, không xác định danh tính, nhưng một cá nhân tự nhận trách nhiệm đã nói với hãng tin The Guardian của Anh rằng họ muốn chứng minh Canada không được miễn nhiễm bởi sự can thiệp chính trị ở nước ngoài. Bản dữ liệu khổng lồ bị rò rỉ và có sẵn để tải xuống vào tối Chủ nhật trên trang web đã bị xâm nhập vào của Gibson Go cho thấy 8.421.806 đô la, tiền quyên góp được từ 92.844 cá nhân. Trong khi có 52.000 nhà tài trợ đến từ Hoa Kỳ so với 36.000 người từ Canada, nhưng tổng số tiền người Canada đã quyên góp là nhiều hơn so với Hoa Kỳ, khoảng 4,3 triệu đô la từ Canada so với 3,62 triệu đô la từ Hoa Kỳ khoản quyên góp lớn nhất là số tiền 215.000 được thực hiện vào ngày 6 tháng 2 nhưng không tiết lộ danh tính. Còn khoản quyên góp mà có danh tính lớn nhất là số tiền 90.000 đô la được quyên vào ngày 9 tháng 2 bởi tỷ phú công nghệ người Mỹ là Thomas Sebo, bao gồm 9.000 đô la cho Gibson Go. Cùng ngày thì khoản quyên góp lớn nhất của Canada là 75.000 đô la, cộng thêm 1.000 đô la trong lọ tiền tip cho Gibson Go. Là do chủ tịch của một nhà sản xuất máy phun rửa áp lực có trụ sở tại New Brunswick và văn phòng trên khắp Canada. Ông Brad Holland, chủ tịch của Easy Clean Pressure Systems Limited, đã xác nhận khoản đóng góp lớn nhất này từ bên trong Canada. Ông Holland cho biết trong một tuyên bố rằng, ông đã đến Ottawa để chứng kiến cái mà ông gọi là một cuộc biểu tình hòa bình, đẹp đẽ, hợp pháp đã khiến ông choáng ngợp với cảm xúc. Còn các khoản đóng góp lớn khác bao gồm 25.000 đô từ phó chủ tịch của chuỗi đại lý xa hơi Oro Canada tại London, Ontario và 20.000 đô la từ chủ tịch của một tổ chức hỗ trợ gia đình và cộng đồng có trụ sở tại Canington tỉnh Ontario. Ông Trùm xây dựng có trụ sở. Ông Trùm xây dựng có trụ sở tại Dallas, Texas là Ben Polk, dường như cũng đã quyên góp 20.000 đô la. Các nhân viên công vụ Canada cũng được liệt kê là các nhà tài trợ, bao gồm một người đàn ông Quebec đã sử dụng địa chỉ email của dịch vụ cải huấn Canada để quyên góp 102 đô la. Một số nhà tài trợ Hoa Kỳ cũng đã thấy trong dữ liệu đã quyên góp sử dụng email của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm Cục trại giam Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và cơ quan NASA. Người phát ngôn của đảng bảo thủ Canada xác nhận khoản quyên góp 200 đô la từ Candace Bergen ở tỉnh Saskatchewan không phải do lãnh đạo đảng bảo thủ lâm thời thực hiện, chỉ ra sự khác biệt trong cách viết tên của cô ấy. Người dân bản địa First Nation ở Saskatchewan cho biết 54 ngôi mộ được tìm thấy tại hai trường dân cư cũ. Dân bản địa First Nation cho biết 54 ngôi mộ đã được tìm thấy thông qua radar xuyên đất tại địa điểm của hai ngôi trường dân cư cũ. Kisikus First Nation cho biết ngôi mộ được phát hiện trên khuôn viên đã từng là trường dân cư St. Philip trước đây và trường dân cư Fort pally Cảnh sát trưởng Lee Kitchenmonia nói rằng khám phá này đã mang lại một số kết quả, nhưng cũng có rất nhiều câu hỏi xung quanh những gì đã xảy ra các trường học đã nằm trên vùng đất của First Nation gần với Camp Sát, khoảng 3 giờ về phía đông bắc Regina. Trung tâm Quốc gia về sự thật và hòa giải cho biết trường nội trú của San Philip đã có một vấn đề phổ biến về lạm dụng tình dục và thể chất dẫn tới một giám thị của trường bị sa thải vì đã ngược đại học sinh. Trung tâm có hồ sơ về hai học sinh tử vong tại trường đó và hai tại Fort Pelley dấu tích của trẻ em bản địa đã được tìm thấy tại các điểm trường dân cư cũ trên khắp Canada trong năm qua. Kể từ tài liệu về 215 trẻ em tại một trường học cũ ở Kamloops, Khi hàng tồn kho tăng lên, PC phát miễn phí các bộ xét nghiệm COVID-19 cho công chúng. Chính phủ của tỉnh PC lên kế hoạch phân phát các bộ xét nghiệm nhanh cho học sinh và công chúng trong tuần tới. Bộ trưởng Y tế của tỉnh PC Adrian Dix cho biết có hơn 2,87 triệu xét nghiệm hiện đang được vận chuyển và hơn 9,9 triệu xét nghiệm khác đang được lên kế hoạch vận chuyển đến PC. Nếu tất cả các bộ xét nghiệm dự kiến tới đúng giờ thì phụ huynh của khoảng 3,8 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học sẽ nhìn thấy con mình mang các bộ xét nghiệm về nhà trong cặp táp ba lô. Trong khi học sinh sau trung học sẽ có 2,1 triệu bộ dụng cụ. Các bộ xét nghiệm nhanh sẽ được cung cấp trước tiên cho những người cao niên và tiếp tục tập trung vào những cá nhân có nguy cơ cao, nhưng sẽ mở rộng cho tất cả những người dân British Columbia khi số lượng các bộ tăng lên. Nếu không có gì thay đổi thì tỉnh BC có khoảng 8,8 triệu bộ xét nghiệm nhanh coronavirus. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix cho biết có gần 5,6 triệu bộ không phù hợp cho mục đích cá nhân và sẽ được sử dụng theo quyết định của các nhân viên y tế để quản lý các cụm và đợt bùng phát virus trên toàn tỉnh. Khi các bộ xét nghiệm bổ sung đến vào cuối tuần này thì bộ trưởng cho biết có khoảng 720.000 bộ sẽ được gửi đến các địa điểm kiểm tra COVID-19 trên toàn tỉnh, 200.000 bộ sẽ đến các trung tâm chăm sóc cấp tính cho nhân viên và nhân viên chăm sóc sức khỏe và 100.000 bộ sẽ dành cho khách tham quan và nhân viên trong nhà chăm sóc dài hạn. Tổng số 300.000 bộ xét nghiệm sẽ được chuyển tới các cộng đồng bản địa, nông thôn và vùng sâu vùng xa, cũng như các doanh nghiệp và nhiều tổ chức khác. Xe tải bị đánh cắp được tìm thấy ở Brampton nhưng 2.000 khẩu súng đã mất tích. Cảnh sát Peterborough cho biết một chiếc xe tải bị đánh cắp và được sử dụng trong vụ trộm hơn 2.000 khẩu súng vào ngày Chúa Nhật đã được tìm thấy ở Brampton vào đêm thứ hai. Sở cảnh sát Peterborough nhận được cuộc gọi từ cảnh sát khu vực Peel vào khoảng 9 giờ 30 tối và báo cáo rằng chiếc xe tải đã đậu tại một khu công nghiệp của Brampton trong khu vực đường Queen và Galway Drive. Cảnh sát cho hay xe mọt và hàng hóa của nó không ở cùng xe tải. Vào đầu ngày Chủ nhật, một chiếc xe tải và chiếc xe kéo chở hơn 2.000 khẩu súng đã được báo cáo là bị đánh cắp từ một công ty vận tải đường bộ trên đường Park Hill Road ở Peterborough. Nhà sản xuất vũ khí Savage Arms ở Lakefield gần đó cho biết súng là sản phẩm của hãng và chiếc xe tải bị đánh cắp là của một đối tác vận chuyển. Cảnh sát cho biết hôm thứ Hai, các loại súng liên quan thuộc loại cỡ nhỏ với các băng đạn được đính kèm không có đạn dược nào trong xe tải. Cảnh sát tin rằng vụ trộm là một vụ án chớp thời cơ đơn lẻ chứ không phải là một vụ có chủ đích và lưu ý rằng những kẻ tình nghi đã vào một số bãi xe thương mại khác trước đó vào ngày Chủ nhật. Trong vụ xả súng ở trường Scarborough, một nạn nhân đã được xác định và một cậu bé bị buộc tội giết người cấp độ 1 một cậu bé 14 tuổi đã bị buộc tội giết người cấp độ 1 và tội mưu đầu giết người. Sau vụ xả súng tại một trường trung học ở Scarborough, nơi một thanh niên 18 tuổi bị giết hôm thứ Hai. Trong một bản tin phát đi vào hôm thứ Ba, cảnh sát xác định nạn nhân là Jahim Robinson. Cảnh sát nói rằng vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3 giờ lẻ 3 chiều tại trường David and Mary Thompson Collegiate gần Lawrence Avenue East và Midland Avenue ở Scarborough, tỉnh Ontario. Theo bản tin, một cậu bé đã tiếp cận Robinson từ phía sau và bắn cậu ta trước khi đuổi theo một thanh niên 18 tuổi khác. Cảnh sát cho biết cậu bé đã tấn công người thứ hai và chỉa súng về phía anh ta, nhưng súng không bắn. Các nhà điều tra cho biết sau đó bị can đã bỏ trốn. Robinson được cho là đã chết tại hiện trường. Bị can, người không được nêu tên theo đạo luật tư pháp hình sự thanh niên, đã bị bắt vào tối thứ hai và bị buộc tội. Bị can dự kiến ra hầu tòa vào sáng thứ ba. Thanh tra không cho biết về động cơ của vụ án, mặc dù người thanh tra đã nói rằng có một số tương tác giữa hai người trước khi xảy ra vụ nổ súng. Cảnh sát vẫn chưa thu hồi được khẩu súng trong vụ án. Phó cảnh sát trưởng là Miran Demqu cho biết, các sĩ quan đang phối hợp chặt chẽ với thành phố trong nỗ lực tìm ra nguyên nhân gốc trễ của bạo lực súng đạn trong giới trẻ. Ông Demqu cho biết, chỉ riêng trong năm 2022 1 trên 3 số vụ giết người trong thành phố có nạn nhân hoặc bị can dưới 20 tuổi. Và sau đây là cập nhật nhanh về tình trạng COVID-19 ở Canada. Tính đến tối ngày 15 tháng 2, Canada báo cáo thêm có 6.262 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.210.715 người. Có 9.728 ca được báo cáo hồi phục, có thêm 99 ca tử vong hiện có 133.013 ca còn bệnh. Tổng số ca tử vong cho đến nay là 35.679 người. Có hơn 80 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 32,4 triệu người, tức là hơn 84,9% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 80,1% đã tiêm hai liều. Hơn 89,3% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 84,2% đã tiêm hai liều có hơn 16,7 triệu mũi tiêm thứ ba đã được tiêm, tức là 43,8% dân số. Trên khắp các tỉnh, tỉnh BC hôm nay báo cáo thêm 519 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Tỉnh Alberta thì quan chức y tế công bố 838 ca nhiễm mới và 14 ca tử vong. Manitoba có 389 ca bệnh mới. Ontario thì có 1.593 ca bệnh mới và 42 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì có 1.973 ca bệnh mới và 56 ca tử vong. Vùng Đại Tây Dương, Newfoundland báo cáo có 213 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Prince Edward Island có 158 ca bệnh mới. New Brunswick báo cáo 276 ca nhiễm mới. Nova Scotia có 226 ca bệnh mới. Nunavut có 29 ca nhiễm mới và Northwest Territories có 98 ca bệnh mới. Tỉnh Saskatchewan không có thông báo cập nhật về tình hình COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Quân đội Ukraine và các ngân hàng lớn bị tấn công mạng khi phương Tây yêu cầu bằng chứng về việc rút quân của Nga Tổng thống Biden nói với tổng thống Putin rằng cuộc xâm lược Ukraine có nghĩa là cái chết và sự hủy diệt không cần thiết. Một video gây sốc cho thấy hàng trăm con chim rơi xuống từ bầu trời đâm xuống đất. Phố Wall tăng điểm khi những lo lắng về địa chính trị giảm bớt. Các nhà khoa học cho biết người phụ nữ đầu tiên dường như đã được chữa khỏi HIV với phương pháp điều trị mới. Hoa Kỳ cho biết họ có thể phải chi 22 triệu đô la một tháng để xét nghiệm các nhân viên liên bang mà chưa được tiêm chủng. Việt Nam đã ghi nhận hơn 31.000 ca mắc COVID-19 mới và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Ukraine đối mặt với cuộc tấn công mạng thì phương Tây yêu cầu bằng chứng về việc rút quân của Nga. Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng và hai ngân hàng của họ đã bị tấn công hôm thứ Ba. Nước này đã đổ lỗi cho Nga khi phương Tây tìm kiếm bằng chứng từ Moscow về việc rút quân một phần. Các quốc gia phương Tây đã đề xuất các bước kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin để giảm bớt bế tắc và muốn Nga rút lại việc tăng cường 130.000 quân lính ở biên giới Ukraine. Hôm thứ Ba, Nga cho biết họ đang rút một số quân lính trở lại căn cứ sau các cuộc tập trận Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield kêu gọi bằng chứng cho việc rút quân này và nói rằng một động thái như vậy là một tin tức đáng hoan nghênh. Ukraine không nói ai là người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công mạng, nhưng một tuyên bố cho thấy họ đang cho là Nga. Osad Bank cho biết người dùng Private Bank gặp vấn đề với thanh toán và ứng dụng ngân hàng. Osabe cho biết các cuộc tấn công mạng đã làm chậm đi một số hệ thống và một thông báo trên trang web của Bộ Quốc phòng cho biết trang web đang được bảo trì. Một nhà ngoại giao châu Âu cho biết phụ tấn công này có liên quan từ một vụ tấn công quân sự toàn diện vào Ukraine có thể sẽ được thực hiện bằng một cuộc tấn công mạng. Các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục các nỗ lực ngoại giao của họ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với người đồng cấp của Nga là ông Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm hôm thứ Ba rằng cần phải có sự giảm leo thang có ý nghĩa đáng tin cậy và có thể kiểm chứng của Moscow. Người đứng đầu NATO trong hai ngày qua đã hoan nghênh các tín hiệu từ Nga rằng nước này có thể đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhưng kêu gọi Moscow hãy thể hiện ý chí hành động. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Nga Vladimir Putin chỉ đề cập ngắn gọn đến các động thái chuyển quân và không đi sâu vào chi tiết. Trong một diễn biến khác, Hạ viện của Nga đã bỏ phiếu yêu cầu ông Putin hãy công nhận hai khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine là độc lập. Khi được hỏi về động thái này thì ông Putin nói rằng các vấn đề của khu vực cần được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận Minsk đã được ký kết vào năm 2014-2015 nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Ông Shaw nói rằng tất cả các bên nên tuân theo những thỏa thuận đó. Việc mà Nga phô trương lực lượng gần với biên giới Ukraine đã khiến cho phương Tây điên cuồng trong nhiều tháng ngoại giao và đưa ra những lời lẽ đe dọa trừng phạt nghiêm khắc nếu Nga thực sự xâm chiếm Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim cho thấy xe tăng và các phương tiện bọc thép khác được chất lên các tòa tàu. Nhưng mà các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết họ cần thêm thông tin để đánh giá tầm quan trọng của các đợt chuyển quân mới này. Các hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp vào ngày trước nhật và ngày thứ hai cho thấy một loạt các hoạt động quân sự của nga tại một số địa điểm ở gần với ukraine bao gồm các đợt triển khai lớn lực lượng quân đội trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu di chuyển tới các địa điểm phía trước tổng thống biden nói với tổng thống putin rằng cuộc xâm lược ukraine có nghĩa là cái chết và sự hủy diệt không cần thiết Hôm thứ ba, Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin hãy rút lui khỏi chiến tranh với Ukraine và nói rằng cái chết và sự hủy diệt không cần thiết mà Moscow có thể gây ra và ông Putin sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ quốc tế. Trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Joe Biden cho biết, Hoa Kỳ ước tính rằng 150.000 quân Nga hiện đang bao vây Ukraine và nói thêm rằng các báo cáo cho biết một số lực lượng đã rút lui nhưng vẫn chưa xác minh được và một cuộc xâm lược vẫn rất có thể xảy ra. Ông Biden nói rằng ngoại giao vẫn là một hướng đi ngoài lề đáng hoan nghênh. Và ông nhấn mạnh nếu mà Nga xâm lược Ukraine thì Mỹ và các đồng minh sẽ sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt nhằm gây nỗi đau kinh tế và sự cô lập toàn cầu phần lớn nhận xét của tổng thống biden là nhắm thẳng vào tổng thống putin người đã yêu cầu nato không chấp nhận ukraine là thành viên và ngừng bất kỳ sự mở rộng nào về phía đông của nato ông biden nói các chi phí về con người và chiến lược sẽ là khổng lồ nếu mà nga tấn công và thế giới sẽ không quên rằng nga đã chọn cái chết và sự hủy diệt không cần thiết và ông cho biết tiếp, Hoa Kỳ đã đưa ra những ý tưởng cụ thể để thiết lập một môi trường an ninh ở châu Âu và chúng tôi đang đề xuất các biện pháp kiểm soát vũ khí mới và các biện pháp minh bạch mới, các biện pháp ổn định chiến lược mới áp dụng cho cả NATO và Nga. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Joe Biden nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của họ đã chuẩn bị cho bất kỳ điều gì xảy ra và Nga sẽ phải trả một cái giá đắt về kinh tế nếu như Moscow tiến hành một cuộc xâm lược ông bà tình đưa ra cảnh báo nga không nên tham gia vào các cuộc tấn công mạng. Quân đội Ukraine và các ngân hàng lớn bị tấn công mạng khi mối đe dọa quân sự của nga xuất hiện. Các nhà chức trách Ukraine cho biết một loạt cuộc tấn công mạng hôm thứ ba đã đánh sập các trang web của quân đội Ukraine, của bộ quốc phòng và các ngân hàng lớn khi căng thẳng vẫn tiếp diễn về mối đe dọa có thể xảy ra với một cuộc xâm lược của nga ít nhất là 10 trang web của Ukraine không thể truy cập được do các cuộc tấn công, bao gồm cả bộ quốc phòng, ngoại giao và văn hóa và hai ngân hàng nhà nước lớn nhất của Ukraine. Trong các cuộc tấn công như vậy, thì các trang web bị chặn bởi một loạt các gói dữ liệu rác khiến cho chúng không thể truy cập được. Victor Zora là một quan chức mạng hàng đầu của Ukraine cho biết chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về các hành động gây rối khác bị che giấu bởi một cuộc tấn công DOS này. Ông cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đang làm việc để ngăn chặn những kẻ tấn công và phục hồi lại các dịch vụ. Còn quá sớm để nói ai đứng sau các vụ tấn công, ông nói thêm. Một cảnh quay video từ camera an ninh gây sốc và đáng lo ngại đã ghi lại khoảnh khắc hàng trăm con chim rơi khỏi bầu trời đâm xuống đất ở Mexico Đoạn video được quay lại hình ảnh này tại thành phố Cuauhtémoc ở miền bắc Mexico cho thấy những gì giống như là một thác nước của những con chim đen va vào mặt đường sau khi rơi xuống mặt đất từ khoảng giữa không trung. Hầu hết các con chim đó lại bay đi, nhưng hàng chục con đã nằm chết trên đường phố. Những con chim được xác định là chim đen đầu vàng đã rơi xuống đất vào sáng ngày 7 tháng 2 theo Reuters. Chúng có thể là chim Bắc Mỹ, thậm chí có thể là chim Canada đã di cư về phía Nam trong mùa đông. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có khả năng có một lời giải thích hợp lý hơn cho hiện tượng quả bom của các con chim này, mặc dù họ không thể xác định chính xác một sự kiện cụ thể. Tiến sĩ Richard Broughton là một nhà sinh thái học thuộc Trung tâm Sinh thái và Thủy văn Vương quốc Anh nói với The Guardian rằng ông tin rằng đó là do một con chim săn mồi đã ép những con chim vào một vòng xoáy chặt Trước khi lao bổ nhào xuống chúng và buộc chúng bị rơi xuống. Trên mạng xã hội thì đã có suy đoán rằng những con chim rơi xuống sau khi tiếp xúc với công nghệ 5G hoặc là đã bị điện giật bởi đường dây điện. Còn những người khác thì tự hỏi liệu đó có phải là dấu hiệu của một điều xấu gì đó, giống như là sự khởi đầu của ngày tận thế chăng. Khi các loài chim cùng bay theo đội hình chặt chẽ, nó được gọi là murmuration đội hình Murmuration có thể liên quan đến hàng trăm con chim, tạo nên những hình thù ngoạn mục trên bầu trời khi các loài chim bay đồng loạt. Nhưng khi một con chim đột ngột thay đổi hướng hoặc là tốc độ của nó, những con chim khác sẽ làm theo. Tiến sĩ Brofton nói, điều này trông giống như có một con chim săn mồi, như một con chim báo đốm hoặc là một con diều hâu đang đuổi theo đàn chim này và chúng đã bị rơi khi bầy chim bị ép xuống thấp. Còn một bác sĩ thú y địa phương suy đoán với tờ báo địa phương El Herado de Chihuahua là tờ báo địa phương đầu tiên đưa tin về câu chuyện này. Nói rằng những con chim đó có thể đã bị nhiễm độc do kết hợp giữa lò sưởi đốt củi, hóa chất nông nghiệp và thời tiết lạnh giá trong khu vực. Chính quyền địa phương sẽ kiểm tra những con chim để xác định nguyên nhân cá chết. Phố Wall tăng điểm khi những lo lắng về địa chính trị giảm bớt phố Wall đã kết thúc phiên tăng mạnh vào thứ Ba, khi có các dấu hiệu giảm leo thang căng thẳng dọc theo biên giới Nga-Ukraine. Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận những bước tiến vững chắc trong ngày, với các cổ phiếu công nghệ và công nghệ kế cận dẫn đầu thị trường là động lực tăng mạnh nhất và đưa Nasdaq tăng 2,5%. Chỉ số Philadelphia SC Semiconductor đã tăng 5,5% trong mức tăng phần trăm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 3 năm 2021 sức nóng địa chính trị đã giảm xuống một mức. Sau khi Nga cho biết họ đã rút một số binh sĩ ở gần biên giới với Ukraine, khiến tâm lý chứng khoán tăng giá và khiến giá dầu thô giảm do lo ngại về nguồn cung giảm bớt. Cổ phiếu tăng điểm vào cuối phiên khi tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc rút bớt quân của Nga cùng với các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra. Chỉ số biến động thị trường CBOE đã giảm từ mức cao nhất trong 3 tuần. Về mặt kinh tế, một báo cáo từ Bộ Lao động cho thấy giá sản xuất đã tăng trong tháng Giêng ở mức gấp đôi mức dự kiến, củng cố dự đoán của các nhà kinh tế rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đối phó với lạm phát dai dẳng bằng cách tăng mạnh các mức lãi suất chính. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 422,67 điểm tương đương 1,22%, còn S&P 500 đã tăng 69,4 điểm, tương đương 1,58% và Nasdaq Composite thêm 348,84 điểm, tương đương 2,53%. 9 trong số 11 ngành chính trong S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh. Với cổ phiếu công nghệ có mức tăng phần trăm là lớn nhất, tăng 2,7%, còn cổ phiếu năng lượng chịu tác động của giá dầu thô trượt dốc, giảm 1,4% chỉ số philadelphia ac semiconductor tăng sau khi intel corp công bố thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ đô la mỹ để mua nhà sản xuất chip tower semiconductor của israel các công ty liên quan đến du lịch khác tăng mạnh với chỉ số s&p 1500 hãng hàng không và chỉ số khách sạn nhà hàng giải trí tăng lần lượt là 5,9% và 2,4% S&P 500 công bố 6 mức cao nhất trong 52 tuần và 3 mức thấp mới. Nasdaq Composite ghi nhận 39 mức cao mới và 70 mức thấp mới. Khối lượng trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ là 10,63 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình là 12,60 tỷ trong 20 ngày giao dịch qua. Giá sản xuất tại Mỹ tăng tốt trong bối cảnh áp lực lạm phát ngày càng gia tăng. Giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều nhất trong 8 tháng vào tháng 1, trong bối cảnh chi phí chăm sóc bệnh nhân ngoại trú và hàng hóa như là thực phẩm và xe cộ tăng cao. Một dấu hiệu khác cho thấy lạm phát cao có thể kéo dài trong phần lớn năm nay. Áp lực lạm phát gia tăng được nhấn mạnh bởi các dữ liệu khác vào thứ ba, cho thấy thước đo giá mà các nhà máy ở bang New York nhận được đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 2, trong khi các nhà sản xuất cho biết họ tiếp tục trả giá cao hơn cho đầu vào. Với tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng cao nhất trong 40 năm. Chỉ số giá sản xuất đã tăng 1% trong tháng trước, là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5, sau khi tăng 0,4% trong tháng 12 theo Bộ Lao động cho biết. Các dịch vụ được thúc đẩy bởi mức tăng 1,6% trong chi phí chăm sóc bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện. Bán buôn bán lẻ máy móc, xe cộ, quần áo, đồ trang sức cũng như là giày dép cũng có sự gia tăng. Chi phí ăn ở khách sạn và nhà nghỉ cũng đã tăng giống như chi phí vận chuyển hàng hóa bằng xe tải. Đồng đô la trượt giá so với rổ tiền tệ. Giá kho bạc Hoa Kỳ giao dịch thấp hơn nhiều. Lạm phát thì đang vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng có tới 7 đợt tăng lãi suất trong năm nay. Áp lực lạm phát cũng đã đến từ việc tăng lương mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt hơn. Tình trạng thiếu nhân công trầm trọng trên các tầng nhà máy và những nơi khác dọc theo chuỗi cung ứng đang gây khó khăn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. Với thời gian giao hàng tiếp tục kéo dài, do đó thước đo của các cuộc khảo sát về giá mà các nhà máy phải trả hầu như không thay đổi so với mức đỉnh gần đây. Lạm phát cao và chuỗi cung ứng gặp khó khăn khiến các nhà sản xuất không mấy lạc quan về điều kiện kinh doanh trong 6 tháng tới. Chỉ số đo lường các điều kiện kinh doanh trong tương lai của các cuộc khảo sát đã giảm 7 điểm xuống 28,2, tức là mức thấp nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch. Mặc dù các cuộc điều tra và dữ liệu về tích lũy hàng tồn kho đã gợi ý một số nới lỏng trong hạn chế nguồn cung, nhưng điều đó không được thể hiện rõ trong dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng. Bờ biển Bắc Wales được giám sát sau sự cố trang đường ống dẫn dầu các nhà chức trách đang theo dõi các khu vực của bờ biển phía bắc xứ Wales để tìm vết dầu loang sau khi hydrocarbon được thải ra biển sau sự cố đường ống. Đường ống nói hai cơ sở lắp đặt dầu ở biển Iris đã gặp sự cố cách bờ biển phía bắc của xứ Wales khoảng 20 dặm. Theo Any UK, công ty vận hành đường ống sự cố liên quan tới ít nhất là hơn 500 thùng đã được báo cáo vào ngày thứ hai công ty đã xác nhận rằng hydrocarbon đã được thải ra từ đường ống chạy giữa các cơ sở dầu khí ở conway và douglas và làm dấy lên lo ngại về một vết dầu loang tất cả các cơ quan có liên quan đã được thông báo kịp thời không có bất kỳ thiệt hại nào về người tại hệ thống lắp đặt người phát ngôn của cơ quan hàng hải và tuần duyên cho biết họ đang theo dõi phản ứng của nduk và hỗ trợ chính quyền địa phương Tin tức về vụ tràn ngay dịp 26 năm thảm họa sinh thái tồi tệ nhất của xứ Wales, khi 72.000 tấn dầu thô tràn ra từ tàu chở dầu CM Press ngoài khơi bờ biển Pembrokeshire. Một số lượng lớn sông biển và động vật và động vật không xương sống đã bị giết trên các bãi biển và trôi vào vào bờ, và đã phải mất hơn một năm để làm sạch vết loang. Các nhà khoa học cho biết một người phụ nữ đầu tiên dường như đã được chữa khỏi HIV với phương pháp điều trị mới. Các nhà khoa học đã công bố hôm thứ Ba rằng một người phụ nữ đầu tiên dường như đã được chữa khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc, theo nhiều báo cáo cho biết. Các nhà khoa học kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi điều trị của phương pháp điều trị hiện đại cho thêm hàng chục người mỗi năm, NPC đưa tin. Theo tờ New York Times, phương pháp điều trị sử dụng tế bào gốc từ máu cuốn rốn được phổ biến rộng rãi hơn so với tế bào gốc trưởng thành được sử dụng trong cấy ghép tủy xương. Tờ Times lưu ý, các tế bào gốc dây rốn cũng không cần phải kết hợp chặt chẽ với người nhận như các tế bào tủy xương. Người phụ nữ dương tính với HIV cũng bị ung thư máu và đã được điều trị ung thư bằng máu cuốn rốn từ một người hiến tặng một phần phù hợp cô cũng nhận được máu từ một người thân ruột thịt theo Times. Trường hợp này được cho là lần đầu tiên một phụ nữ bị nhiễm HIV được chữa khỏi về mặt y học. Mặc dù phụ nữ chiếm một nửa số trường hợp nhiễm HIV trên thế giới, nhưng chỉ có 11% số người tham gia thử nghiệm để chữa bệnh là giới phụ nữ. Ngoài ra, hai người đàn ông dường như đã được chữa khỏi HIV bằng các phương pháp điều trị tương tự ban đầu cũng được trải qua các phương pháp điều trị ung thư tuy nhiên các quá trình điều trị này vô cùng rủi ro vì toàn bộ hệ thống miễn dịch về cơ bản bị phá hủy và sau đó được thay thế các nhà nghiên cứu tin rằng việc áp dụng phương pháp điều trị này cho bất kỳ người nào dương tính với hiv mà không nguy hiểm đến mạng sống do đồng thời bị ung thư là phi đạo đức vì những rủi ro liên quan rất cao Elon Musk đã quyên góp 5,74 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu Tesla cho quỹ từ thiện vào năm ngoái. Giám đốc điều hành của Tesla, ông Elon Musk, đã quyên góp tổng cộng 5 triệu lẻ 44 ngàn cổ phiếu của nhà sản xuất xe hơi trị giá nhất thế giới cho một tổ chức từ thiện từ ngày 19 tháng 11 cho tới ngày 29 tháng 11 năm ngoái. Và hồ sơ của công ty này đã được trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, gọi tắt là SEC, Hôm thứ Hai, khoản quyên góp trị giá 5,74 tỷ đô la vào 5 ngày mà ông tặng cổ phiếu. Hồ sơ đã không tiết lộ tên của tổ chức từ thiện. Khoản quyên góp này đã xếp hạng Musk là nhà tài trợ lớn thứ hai của Mỹ sau Bill Gates và Melinda French Gates vào năm ngoái. Ngoài ra, ông Elon Musk đã bán cổ phiếu trị giá 16,4 tỷ Mỹ kim sau khi thông dõi ý kiến của người dùng Twitter về việc bán bớt 10% cổ phiếu của ông trong nhà sản xuất xe khơi điện vào đầu tháng 11. Ông đã nói trên Twitter rằng ông sẽ trả hơn 11 tỷ đô la tiền thuế vào năm 2021 do việc thực hiện các quyền chọn cổ phiếu sắp hất hạn trong năm nay. Những cử chỉ làm từ thiện công khai của ông Musk cho đến nay đã thu hút nhiều tỷ phú khác, theo tạp chí kinh doanh Forbes, Musk và người sáng lập Amazon ông Jeff Bezos đã quyên góp chưa tới 1% trị giá tài sản ròng của họ, trong khi Warren Buffett và George Soros đã tặng hơn 20% vào đầu tháng 9. Ông Musk là chủ tịch của quỹ Musk, cung cấp các khoản tài trợ cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn để mang lại lợi ích cho nhân loại cùng với các nguyên nhân khác, theo trang web của tổ chức này cho hay. Vào năm ngoái, Musk và quỹ này đã trao giải thưởng 100 triệu đô la cho những người có thể đưa ra công nghệ giúp loại bỏ carbon khỏi khí quyển. Cũng trong năm ngoái, ông cho biết ông đã quyên góp 20 triệu Mỹ Kim cho các trường học ở hạt Cameron, Texas, nơi đặt địa điểm phóng tên lửa SpaceX và 10 triệu Mỹ Kim cho thành phố Brownsville. Mặt khác, trên Twitter vào năm ngoái, ông nói nếu chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc có thể mô tả và chính xác 6 tỷ đô la sẽ giải quyết nạn đói trên thế giới như thế nào, tôi sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay bây giờ và làm điều đó. Vào tháng 1 năm ngoái, ông đã hỏi người dùng Twitter về những các quyên góp tiền thực sự tạo ra sự khác biệt. Và sau đây là một số cập nhật nhanh tình hình Covid-19 trên thế giới. Theo Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đã vượt qua 413,5 triệu người trên toàn cầu. Số người tử vong được xác nhận hiện đã vượt qua 5,82 triệu người. Hơn 10,40 tỷ liều tiêm vaccine đã được sử dụng trên toàn cầu, theo Our World in Data. Washington DC và bang Maryland của Hoa Kỳ tham gia cùng các tiểu bang khác đều đã tuyên bố nới lỏng các hạn chế COVID-19 Washington cho biết sẽ không còn yêu cầu người dân xuất trình bằng chứng tiêm vaccine COVID-19 để vào nhiều doanh nghiệp kể từ hôm thứ Ba. Thị trưởng Muriel Bowser cũng thông báo rằng thành phố sẽ không còn bắt buộc đeo khẩu trang ở nhiều cơ sở trong nhà, bao gồm nhà hàng, quán bar, phòng tập thể dục và nhà thờ cúng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Nhưng khẩu trang vẫn sẽ được yêu cầu trong trường học, thư viện, viện dưỡng lão, phương tiện công cộng và cơ sở chăm sóc sức khỏe trong số các cơ sở khác. Tại bang Maryland kế bên, thống đốc Larry Hogan cũng đã thông báo rằng yêu cầu đối với khẩu trang trong các tòa nhà của bang sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 2. Thống đốc của New York và Massachusetts vào tuần trước đã thông báo rằng họ sẽ chấm dứt một số lệnh đeo khẩu trang ở các bang của họ, sau các động thái tương tự của New Jersey, California, Connecticut, Delaware và Oregon. Tại Hồng Kông, lãnh đạo Carrie Lam đã loại trừ một cuộc đóng cửa trên toàn thành phố để giải quyết sự gia tăng của bệnh nhiễm trùng COVID-19. Nhiễm trùng hàng ngày đã tăng khoảng 20 lần trong hai tuần qua. Các cơ quan y tế đã báo cáo 1.619 ca nhiễm mới vào thứ Ba, là một kỷ lục mới hàng ngày với khoảng 5.400 trường hợp dương tính sơ bộ. Cơ quan y tế cho biết một số bệnh viện đã hoạt động trên 100% công suất, tại trung tâm y tế Carita nằm trên bán đảo Kowloon, đông đúc của thành phố. Hàng chục bệnh nhân nằm trên các giường được đánh số bên ngoài bệnh viện. Những căn lều tạm bỡ đã được dựng lên để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Khi sự lây nhiễm gia tăng, bà Lam cho biết các nhà chức trách đã không thể theo kịp nhiệm vụ xét nghiệm và cách ly của họ. Trung Quốc cho biết họ sẽ giúp thành phố này tăng cường năng lực xét nghiệm, xử lý và kiểm dịch, đồng thời bảo đảm nguồn lực từ bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh và đồ bảo hộ cho đến rau cải tươi. Tổng số ca nhiễm của Hồng Kông kể từ đại dịch bùng phát lần đầu là khoảng 26.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 200 ca tử vong. Các địa điểm từ nhà thờ, quán rượu, trường học và phòng tập thể dục vẫn bị đóng cửa, với các cuộc tụ tập công cộng của hơn 2 người là bị cấm. Không được phép dùng bữa trong nhà hàng sau 6 giờ chiều, trong khi hầu hết mọi người đang làm việc tại nhà. Hồng Kông sẽ giới thiệu thẻ tiêm chủng vaccine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, nơi người dân sẽ phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng trước khi vào nhà hàng, siêu thị và trung tâm mua sắm. Công ty Novavax đã nộp đơn lên cơ quan quản lý dược phẩm của Thụy Sĩ để cấp phép cho vaccine COVID-19 ở người lớn. Nội các Kuwait đã dỡ bỏ nhiều hạn chế COVID-19, bao gồm lệnh cấm đi lại nước ngoài. Cơ quan Y tế Thụy Điển hôm thứ Hai khuyến cáo những người từ 80 tuổi trở lên nên tiêm mũi tiêm bổ sung thứ hai của vaccine COVID-19, tức là mũi tiêm thứ tư. Ở Đức Quốc, số ca nhiễm COVID-19 đã giảm nhẹ và chính phủ đang có kế hoạch giảm bớt các hạn chế về đại dịch. Đức đã báo cáo có 76.465 trường hợp nhiễm mới và thứ hai, giảm 20% so với cùng ngày tuần trước. Thủ tướng Đức là Olaf Scholz và người đứng đầu các bang liên bang sẽ gặp nhau vào thứ tư để thảo luận về việc nới lỏng có thể xảy ra. Thành phố công nghiệp lớn của Trung Quốc thiết lập hệ thống kiểm soát Covid-19. Trung tâm công nghiệp công nghệ cao Tô Châu của Trung Quốc đã đưa ra các hạn chế mới sau khi phát hiện các trường hợp Covid-19 mới. Ủy ban y tế quốc gia cho biết, thành phố là một trung tâm thương mại và công nghiệp ở phía đông tỉnh Giang Tô đã báo cáo 8 ca nhiễm trùng lây truyền trong nước với các triệu chứng đã được xác nhận. Mặc dù mức tải thấp so với tiêu chuẩn toàn cầu, Tô Châu hôm thứ hai cho biết họ đã đình chỉ một số dịch vụ xe bus đường dài, khóa các tòa nhà bị ảnh hưởng và kêu gọi người dân không rời khỏi nhà hoặc thành phố vì những lý do không cần thiết. Khu công nghiệp Tô Châu là một khu phát triển công nghệ cao quan trọng, có khoảng 100.000 công ty và các cơ sở sản xuất của các công ty nước ngoài như là Samsung và LG đã bắt đầu một đợt xét nghiệm hàng loạt vào hôm thứ hai. Nhật Bản công bố số ca tử vong do Covid-19 hàng ngày cao kỷ lục nhưng số ca nhiễm mới đang giảm dần. Nhật Bản đã công bố ngày chết chóc nhất trong đại dịch Covid-19 kéo dài 2 năm, ngay cả khi các ca lây nhiễm mới từ làn sóng thúc đẩy bởi Omicron đã giảm xuống số người tử vong mới được ghi nhận đã tăng lên 236 người vào thứ Ba. Theo đài truyền hình quốc gia NHK cho biết, vượt mức kỷ lục trước đó là 216 người vào ngày 18 tháng 5 năm ngoái. Gần 2.000 người đã chết vì coronavirus ở Nhật Bản cho đến nay, tính đến tháng 2. Trong khi đó, thì con số 84.220 ca nhiễm mới được báo cáo trên khắp Nhật Bản, tiếp tục giảm so với số ca nhiễm trùng kỷ lục được công bố hồi đầu tháng khi dịch Omicron bùng phát tại đất nước này. Hàn Quốc hôm thứ Tư báo cáo ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày là 90.443 trường hợp, còn số này đã tăng gấp đôi trong vòng một tuần trong bối cảnh sự lây lan của biến thể Omicron. Con số kỷ lục ghi nhận trong ngày thứ ba đánh dấu một sự gia tăng mạnh mẽ kể từ 57.177 một ngày trước đó, và nâng tổng số ca nhiễm trùng trong nước kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 1.552.851. Tuy nhiên, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, số ca tử vong vẫn ở mức tương đối thấp với 39 ca tử vong vào ngày thứ ba và tổng số 7.202 ca cho đến nay. Thủ tướng Hàn Quốc là Kim Boo Kyum cho biết chính phủ đang xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế điều chỉnh các hạn chế nghiêm ngặt hiện tại, bao gồm lệnh giới nghiêm lúc 9 giờ tối đối với các nhà hàng, quán cà phê và quán bar và lệnh cấm tụ tập nhiều hơn 6 người đã được tiêm chủng. Hơn 86% người Hàn Quốc đã được tiêm phòng đầy đủ và 58% đã được tiêm nhắc lại. Hoa Kỳ cho biết họ có thể sẽ phải chi đến 22 triệu đô la một tháng để xét nghiệm các nhân viên liên bang mà chưa được tiêm chủng. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ phải đối mặt với tổn hại đáng kể nếu một tòa phúc thẩm không đảo ngược lệnh cấm thực thi quy định về vắc xin Covid-19 của tổng thống Joe Biden đối với nhân viên chính phủ và việc xét nghiệm những nhân viên không được tiêm chủng có thể tiêu tốn tới 22 triệu đô la một tháng. Phó giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng Jason Miller tiết lộ trong một tuyên bố được Bộ Tư pháp trích dẫn vào cuối ngày thứ hai rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị tổn hại về nhiều mặt nếu không thể thực thi các yêu cầu về vắc xin. Trong khi hầu hết các nhân viên dân sự liên bang được tiêm chủng đầy đủ, thì hàng trăm ngàn người trong số họ không được tiêm chủng, Miller nói trong một tuyên bố ngày 28 tháng Giêng. Và ông nói thêm, chính phủ thuê khoảng 20.000 công nhân hàng tháng và hiện không thể yêu cầu họ phải tiêm phòng. Sau đây chúng tôi xin cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Trong bản tin dịch COVID-19 ngày 15 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết, có 31.814 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố và trong ngày có 9.326 ca khỏi bệnh và 85 ca tử vong. Hà Nội là nơi ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất với 3.972 ca. Các địa phương còn lại bao gồm Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Phú Thọ, Bắc Ninh ghi nhận trên 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Kể từ đầu dịch cho tới nay, thì Việt Nam đã có 2.572.087 ca nhiễm với 39.122 ca tử vong. Tổng số ca điều trị khỏi là 2.242.273 ca, và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.926 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 12, có 525.064 liều phát sinh phòng COVID-19 đã được tiêm và tổng số liều phát sinh đã được tiêm là 186.479.340 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79,22 triệu liều, tiêm mũi 2 là là 74,76 triệu liều và tiêm mũi 3 là 32,48 triệu liều. Và sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái, giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,7849 đô la Mỹ và bằng 0,6912 đồng euro. Một Canada thì bằng 17.817 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ bằng 22.656 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 91,76 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 92,85 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1.851,88 đô la Mỹ một ounce. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel hôm nay. Để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị bấm nút like, chia sẻ phản hồi và giúp chia sẻ, share video đến cho nhiều người xem. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới cập nhật hai lần trong ngày và cũng có các video về văn hóa du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành, nhiều sức khỏe. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario